Đây là câu chuyện ngụ ngôn nhằm mục đích giải trí cho vui, nhưng cũng có thể sẽ mang lại được chút gì đó đáng suy nghĩ. Căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm vắng người, rợp bóng cây. Không gian yên tĩnh làm người ta liên tưởng đến một cảnh sống êm đềm, tĩnh lặng. Nhưng thật ra, ở đời nhiều khi ngó thấy vậy mà không phải vậy. Hôm nay cũng như mọi ngày, đã 9 giờ sáng, bảnh mắt ra rồi. Ông mặt trời lên cao, rọi những tia nắng gay gắt xuyên qua mấy lỗ thủng trên cái mái tôn xét rẹt. Những bóng nắng tròn vo giống như mấy quả trứng màu vàng tròn méo đủ cỡ, in dấu rải rác xuống nền xi măng nứt nẻ và lên cả bộ bàn ghế cũ kỹ rẻ tiền. Nhưng xấu xị thì vẫn ngủ mê mệt. Hắn nằm co quắp trên giường, nước dãi nhễu nhão chảy thành vệt xuống gối, mồm miệng xây ke nhóp nhép như đang mơ về mấy miếng dồi chó vàng ngậy nhai chung với hớp rượu chuối nâu sẫm ngọt liệm mùi men. Chẳng là chiều qua gã trúng lô đề 25 điểm, kiếm lời hơn triệu, nên hào phóng đãi đồng bọn một chầu chó 7 món linh đình tại quán cầy tơ bà Bảy. Tình hình là mấy bữa trước xấu xị vả còn hơn ăn mày. Chẳng hiểu thiên hạ làm ăn kiểu gì mà nạn thất nghiệp lây lan còn hơn bệnh dịch. Có lẽ 2-3 tháng rồi xấu xị toàn ăn ở không, nằm chơi xơi rượu đế, chiều nào cũng phải ngửa tay xin con vợ mấy đồng lẻ. Mà đâu phải lúc nào nó cũng ngoan ngoãn tự nguyện móc túi đưa cho. Phải sáng cho mấy bợp tai té sấp té ngửa, rồi đè ra trấn lột thì con vợ ngu si mới nằm yên chịu trận. Nói nào ngay, nhiều lúc gã cũng thấy mình nhục như con cá nục. Mỗi khi rượu vô lần sần, xấu xị hăng máu đập bàn chửi đổng: "Mẹ, toàn tụi ngu làm việc không hả? Cứ để cho xấu xị giải quyết chuyện vĩ mô thì ma men đâu có thiếu rượu." Mấy hôm trước nhịn thèm liền tù tì đã 3 ngày, xấu xị bị thần lưu linh vật vã chịu không nổi, nên quyết tâm chiều nay phải tra khảo con vợ lấy ít tiền đi nhậu cho đỡ cơn thèm. Trời gần xế, vừa đẩy cái xe thùng ọp ẹp về tới thì đã thấy thằng chồng đứng chắn ngang trước cửa. Nhìn dáng điệu hùng hổ của gã, chị Sáu toát mồ hôi hột, biết khó qua khỏi kiếp nạn chiều nay. Chị thở dài: "Cũng may nhờ đoán trước nên chị đã cẩn thận giấu hết tiền xuống đáy cái thau xôi. Hiện trong túi chỉ còn vài chục lẻ. Cầu trời cho hắn đừng có moi móc đúng vào cái chỗ đó." Xấu xị cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể: "Đưa tôi vài xị đi công chuyện coi bà xã." "Tiền đâu mà đưa vài trăm, chợ vắng bán cả ngày không hết, còn ế tới gần một nửa. Chắc tối nay phải ăn xôi trừ bữa rồi." Thấy vợ khăng khăng từ chối, thằng chồng cục xúc liền đổi giọng: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả mày?" "Tôi không có tiền chứ đâu phải không muốn đưa." Thằng Cu Tâm và bé Mai vừa đi học về tới, thấy cha mẹ đang cãi lộn nên hai đứa sợ hãi dắt tay nhau trốn xuống bếp. Trên này xấu xị chọc tay vào người vợ lục soạn lung tung, cũng chỉ moi ra được có hơn 60 ngàn. Gã rít lên: "Sao có nhiêu đây? Mày giấu tiền ở đâu?" Vừa nói, gã vừa lật hết đồ đạc trên cái thùng xe cố tìm cho ra chỗ giấu tiền, nhưng vô ích, chẳng lòi ra thêm được đồng nào nữa. Xấu xị ngao ngán rền rĩ: "Buôn bán cái mẹ gì mà không có xu nào. Mai nghĩ mẹ nó ở nhà cho xong."
Gã giận dữ khoác vội cái áo vào người rồi đi ra ngõ. Thấy vợ còn đứng chàng ràng, gã lấy tay gạt mạnh vai làm chị loạng choạng suýt té. Con Kia đứng ngoài sân nãy giờ nhìn vô trong nhà lom lom, thấy gia đình ông bà chủ cơm không lành, canh không ngọt, nên cũng ngại, không dám chạy vô trong tìm hai đứa bé. Nó miễn cưỡng nằm xuống ngay giữa lối vào cổng nhà, thè cái lưỡi hồng hồng và dương hai con mắt tròn xoe màu hạt dẻ, tò mò quan sát hết người chồng rồi sang đến người vợ. Con Kia nghĩ bụng: bà chủ hiền vậy mà ông chủ cứ kiếm chuyện hoài hà. Ra tới cổng, thấy con Kia nằm ngán đường, gã bực bội co chân đá mạnh vào bụng nó rồi hét lớn: tránh đường coi, đồ chó. Con Kia đứng nhanh dậy, liếc xéo ông chủ một cái rồi chạy vụt vô nhà. Nó thật không hiểu mình có làm cái gì đâu mà cũng bị đá. Chắc ông chủ khùng rồi hay sao ấy. Khi vào tới trong bếp, nó nhìn thấy bé Mai liền nhảy cẩn lên, liếm lấy liếm để vào tay, vào mặt cô chủ nhỏ. Ngoài đường, xấu xị đi thất thểu về hướng quán bà Bảy. Hắn nghĩ bụng: có nhiều đây mà nhậu cái mẹ gì không biết nữa. Mà lóng rầy thiếu chất cày tơ nạp vô người, nên gã có cảm giác thân thể yếu nhớt thấy rõ. Khi tới trước cửa quán, ngó vào trong thì bất ngờ phát hiện ra hai thằng bạn nhậu Chí Cốt, Ba Hô và Tư Súng đang có mặt ở đó từ khi nào. Xấu xị tức tối nghĩ thầm: má nó, hai thằng này có độ mà không rủ ta, đúng là đồ vô giáo dục thiệt mà. Thấy xấu xị bước tới, mặt mũi hầm hầm, Tư Súng ngoác cái miệng trống hoác hàng tiền đạo, cười nói giả lả: tính kêu mày nhưng bữa nay tài chính cạn kiệt, còn ít quá nên thôi, xin lỗi ha chiến hữu. Chiến cái bà nội tao, tụi bây xé lẻ đi ăn mảnh vậy mà coi được. Ba Hô chu cái mỏ nhô ra như máy hiên trước quán bà Bảy, thành khẩn chống chế: ghiền quá, vô làm một hai xị cho đỡ khổ, chứ mày coi trên bàn có mồi mè gì ra hồn đâu. Xấu xị quét cặp mắt cú vọ ngó khắp mặt bàn. Xấu xị quét cặp mắt cú vọ ngó khắp mặt bàn, chỉ thấy trơ trọi có cái dĩa nhựa còn lưa thưa mấy hộp đậu phộng và vài trái me dốt nằm lăn lóc bên cạnh. Thoạt nhìn đã thấy ê hết cả răng. Gã thở dài, móc hết mấy chục bạc lẻ quẳng lên bàn rồi nói: đúng là nghèo còn gặp mạt, coi kêu thêm dĩa mồi nhỏ nhỏ với hai sĩ đế dỏm nhậu đỡ cái coi bay. Ok đại ca. Ba gã ma men chụm đầu vào nhau bàn tán chuyện mần ăn, tìm cách vượt qua thời khốn khó. Tư Súng cầm miếng me dốt múc đánh chục một cái, sau đó chiêm một ngụm rượu rồi lên tiếng hỏi đàn anh: đại ca nghĩ coi, trong hoàn cảnh ngồi trơ mỏ như này thì làm gì ra tiền? Ba Hô thấy xấu xị đâm chiêu trầm ngâm suy nghĩ, bèn láu táu nói hớt: có chuyện gì đâu mà mần, tao nghĩ chỉ có đi ăn cướp hả? Xấu xị trừng mắt nhìn mấy thằng bạn ngu si dốt nát với vẻ mặt khi dễ, khép bớt cái mõm lại: cướp cái đầu mày ấy, gan cốc tía mà đòi làm chuyện lớn, muốn vô ấp ngoài bóc lịch hả? Vậy chứ làm sao giờ, không lẽ chịu chết? Gã ngó khắp lượt mấy thằng đệ rồi phán: hai thằng bay, cả tao nữa, tối nay về nhà nã tiền hay trấn lột người nhà như vợ con, ba má, anh em gì đó tao không cần biết. Làm sao moi ra cho được ít vốn, ngày mai họp lại bàn chuyện đánh đề. Tao nghĩ kỹ rồi,
chỉ còn cách đó mới mong thoát nghèo. Làm được không? Tư Súng há hốc cái mồm trống hoác, hỏi đàn anh. Chắc thoát không đại ca? Không chắc. Trời, vậy mừng làm chi? Ủa, còn hơn là không làm, ngồi chờ sung rụng thì ở đâu ra? Hả? Nói tao nghe. Hai thằng kia miễn cưỡng thở dài đồng ý. Nhưng Tư Súng băn khoăn nhăn nhó. Bà má tao nằm liệt giường thì đào đâu ra tiền? Còn ba Hô thì than thở. Con vợ tao giữ còn hơn bà la sát. Không khéo đêm nay là dỗ đầu của tao luôn đó. Nhưng xấu xỉ khoát tay, nói dứt khoát. Kệ tụi bay, tao không biết. Ngày mai gặp lại ngay chỗ này. Phải có tiền. Ok. Trong khi mấy thằng vô công rồi nghề ngồi tính kế làm ăn trong quán nhậu, thì ở nhà xấu xị, ba mẹ con múc xôi ế ăn thay bữa cơm chiều. Chị Sáu an ủi hai đứa nhỏ. Ăn xôi đậu đen đỡ hen, mai mẹ mua gà nấu cà ri ăn. Hai đứa nhỏ vỗ tay reo lên. Thiệt hả mẹ? Ừ, mẹ hứa. Chợt cô Tâm phát biểu. Nhưng bữa nay ăn xôi cũng ngon mà mẹ. Hai bé Mai ha. Con nhỏ nhe răng cười. Dạ, em thấy ngon mà. Chị Sáu múc xôi bỏ vô cái tô mẻ lăn lóc trong góc bếp cho kỳ. Con chó nằm xuống, tỉ mẩn nhai tóp tép một lát, hết nhẵn. Đã vậy, khi xong rồi, còn liếm sạch bách cái tô như mới rửa. Có lẽ nó còn thòm thèm vì mới lưng lửng cái bụng. Kỳ đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh, dụi dụi cái đầu vô người chị Sáu, kêu ư ử. Biểu cảm này có thể diễn nôm là: còn nữa không bà chủ? Nhưng chị Sáu lại hiểu nhầm thành con chó đang tha thiết nói lời cảm tạ. Kỳ cảm ơn bà chủ quá hà. Chị lấy tay vào vò đầu nó như trả lời. Tao biết rồi chó, không có chi, ngoan. Biết chẳng còn được sơ muối gì thêm, nó liếm tay chị Sáu rồi miễn cưỡng bỏ ra ngồi ngoài cửa coi nhà. Cô Tâm cũng vừa ăn xong, nó xếp dọn chén bát rồi mang đi rửa. Chợt thằng bé nhìn mẹ băn khoăn hỏi: bộ ba lấy hết trơn tiền rồi hả mẹ? Chị Sáu ngạc nhiên nhìn con rồi mỉm cười trấn an: mẹ vẫn còn tiền, đừng có lo nhé. Hai đứa ăn xong rồi học bài. Mẹ đi ngâm đậu phộng, chuẩn bị đồ đạc để sáng nấu xôi sớm. Dạ. À mẹ ơi. Gì hả con? Ba nhậu hoài lại còn đánh mẹ ăn cắp tiền, con không thích ba. Bé Mai lanh chanh hùa theo: con cũng ghét, ba hư lắm. Chị Sáu buộc bả nhìn hai đứa nhỏ. Tụi nó còn bé xíu mà đã sớm biết nghĩ. Sao chùm chị già đầu mà lại vô tâm đến thế? Dù nghĩ vậy nhưng chị cũng giả vờ nạt hai con. Không có được nói vậy, như thế là hổn, biết chưa? Dạ. Nhưng mà mẹ à. Chị nhìn con trai, không hiểu nó định nói gì. Sao hả con? Mai mốt mỗi lần ba đánh mẹ, con sẽ quay phim. Mẹ cho con mượn điện thoại nha. Trời ạ, chi vậy con? Thằng nhỏ nói một cách nghiêm túc. Con sẽ lấy đó làm bằng chứng để báo công an. Ôi con trai, ai dạy con vậy? Bé Mai nãy giờ hóng chuyện cũng tranh thủ xen vô. Tụi con coi trên mạng thấy người ta chỉ như vậy đó mẹ. Ai, các con của tôi. Chị Sáu rầu rĩ ra sau nhà, ngồi lửa đậu mà cái đầu miên man suy nghĩ. Đã nhiều tháng qua, chuyện buôn gánh bán bưng ngày càng khó khăn hơn trước.
Hồi đó, một thau xôi chỉ cần trong buổi sáng là bán sạch. Còn bây giờ, chỉ đẩy cái xe đi lòng vòng cả ngày. Trưa ăn đỡ nắm xôi cầm hơi. Cả ngày mệt lả mà vẫn không sao bán hết. Đã vậy, lại còn bị quản lý đô thị dẹp lòng lề đường, đuổi như đuổi tà. Chị cứ đẩy xe chạy lòng vòng, cứ như là đua marathon bất đắc dĩ vậy đó. Nhớ ngày xưa, chị thường xuyên phải nấu một lần hai thau với hai loại xôi khác nhau mới đủ bán. Khi thì đậu xanh, đậu đen hay đậu phộng, hoặc là xôi gất. Chị Sáu nấu xôi ngon nhờ nếp dẻo, không có pha trộn gạo, kiếm thêm lời như người ta. Lại bán rẻ nên rất nhiều khách quen là học sinh, công nhân, người lao động. Chỉ cần 5.000 xôi bữa sáng là tạm có đủ sức cho một ngày làm việc vất vả. Người nghèo chỉ cần có nhiêu đó. Buôn bán mau mắn, kiếm lời kha khá, đủ cho chị xoay sở nuôi con. Thời gian đó, dù xấu xị cũng ăn nhậu mỗi ngày, nhưng nhờ có việc làm thường xuyên nên gã không đến nỗi trắng trợn nã tiền vợ. Bây giờ chị nghe nói nào là kinh tế suy thoái, nhà máy đóng cửa, công nhân nghỉ việc, thất nghiệp tràn lan, rồi lại còn lạm phát, vật giá tăng cao phi mã. Người ta còn khó sống như vậy thì vợ chồng chị tài thánh gì mà không bị ảnh hưởng. Chị Sáu chỉ mong chồng để cho mình yên thân, lo làm lụng kiếm tiền. Nhưng nào có được đâu. Ngoài việc nhậu nhẹt say xỉn thì Sáu xị còn đang tâm bóc lột chút tiền chợ ít ỏi của mấy mẹ con. Ngoài ra thằng Chả còn thường xuyên dở chứng vũ phu, đánh đập vợ con không chút thương xót. Trời ơi, chán quá đi. Sao cứ phải chịu đựng cảnh sống như tù khổ sai thế này? Chị thấy quá mệt mỏi và tinh thần kiệt quệ. Đang để cái đầu nghĩ ngợi lung tung thì Sáu xị đã về tới nơi từ lúc nào. Gã khệnh khạng đi từ trước ra sau, trông thấy vợ đang ngồi ngay cửa bếp cắm cúi lửa đậu, liền hỏi trống không: "Mày giấu tiền ở đâu?" "Tiền gì?" "Tiền của mày chứ tiền gì?" Chị Sáu hoảng hốt. Lúc nãy còn gần 1 triệu, khi vô nhà chị lấy ra quăng tạm vào cái tủ thức ăn mà nãy giờ Lu Bu chưa kịp đem cất. Sáu xị không nói không rằng sấn tới đúng ngay cái tủ và mở toang cánh cửa lưới. Chị Sáu gần như bất động vì nỗi kinh hoàng bất ngờ xâm chiếm. Tại sao thằng chồng chị lại biết chính xác như thế này? Chị tức tốc nhõm dậy, lao tới, kiên quyết bảo vệ chút vốn liếng ít ỏi còn lại. Nhưng thằng chồng vô lương tâm đã nhìn thấy sắp tiền. Hắn vờ lấy toàn bộ, nhét ngay vào túi quần và còn ngoác miệng ra cười khoái trá. Hắn bô bô chế giễu mà không nhìn vợ. "Chà, cũng còn khá dữ nha. Tưởng qua mặt tao mà dễ hả?" Chị Sáu chụp lấy bàn tay Sáu xị, cố hết sức giật lại số tiền, mồ hôi nước mắt. Nhưng gã đàn ông sức vóc mạnh hơn, dùng tay gạt phăng chị văng ra. Hắn hùng hổ tát mạnh vào mặt vợ, mà miệng thì không ngớt chửi rủa: "Dám hỗn láo với tao hả con khốn?" Lúc này lửa giận đã sôi lên ngùn ngục. Chị lăn xả vào Sáu xị, gào lên: "Trả lại đi, trả lại đi mà!" Vừa la, chị vừa bất thần cắn mạnh vào cánh tay gã đàn ông. Bất ngờ bị đau, Sáu xị chụp lấy cây ghế đẩu gần đó, giơ lên định phang thẳng vào người vợ. Nhưng chưa kịp động thủ thì chợt bóng con kia phóng vụt tới. Nó chồm lên, vươn hai chân trước cào mạnh vào mặt thằng chồng súc vật. Sức lao tới của con kia khá mạnh, để Sáu xị bật ngửa rồi loạn choạng té ngồi xuống đất. Gã có cảm giác rắc rạc một bên má nên điên tiết rống lên: "Đồ chó phản phúc, dám cắn tao hả?"
Nhưng con kia đã dừng lại, nhe răng gừ gừ. Cặp mắt của nó bây giờ như sẫm lại, gườm gườm ngó thẳng vào mặt chủ. Khiến xấu xị, thấy nhợn nhợn nên đứng yên. Có lẽ con chó giận lắm vì chứng kiến cảnh chị xấu bị hành hung dã man. Nó hực hực mấy cái như muốn gằn giọng sỉ vả. Dừng lại đi ông chủ, chớ có động tới bà chủ nữa nha. Đánh đàn bà mà không biết nhục sao? Chị xấu vẫn tiếp tục khóc lóc năn nỉ. Trả lại tiền cho tôi, trong đó có tiền ăn tiền học của con, đừng có làm thế mà. Xấu xị tỉnh bơ, móc hết tiền trong túi ra đếm kỹ. Xong, hắn ngoác miệng ra cười. Ha ha, có 970 ngàn. Tao lấy đỡ 800, trả lại mày 170, làm vốn ha. Vừa nói, hắn vừa quăng bừa mấy tờ bạc xuống nền nhà. Chị xấu nhìn theo mà không kìm được uất ức, nên ngồi thụp xuống, òa khóc nức nở. Bé Mai ngồi thu mình trong góc nhà, thương mẹ lắm, nhưng tụi nó chẳng thể làm gì. Con bé chỉ biết nhìn cu tâm, đang len lén cầm cái điện thoại của mẹ, quay lại mọi diễn biến xảy ra từ nãy đến giờ. Sau đó, thằng bé bò lại ngồi sát bên cạnh em. Thấy con bé sợ hãi, run bần bật, nên cô Tâm nhẹ nhàng ôm lấy em gái nói nhỏ. Đừng sợ hen. Trong khi đó, thì con kia thủng thẳng bò tới, rồi nằm phục xuống bên cạnh chị Sáu. Thỉnh thoảng, nó ngẩng lên, thè lưỡi liếm gương mặt đẫm nước mắt của bà chủ. Sáu xị ngó sơ tất cả mấy gương mặt trong nhà. Ai cũng nhìn gã bằng ánh mắt dè chừng, căm ghét. Thằng chồng bất lương tự dưng cảm thấy chột dạ, nên lớn giọng hăm he. Tụi bay mà định phản phúc, ta đuổi hết ra khỏi nhà, cho đi ăn mày cả đám. Nhưng con kia lại hực lên một tiếng, rồi sồ tới. Nó nhe răng gừ gừ, trông rất dữ tợn. Hình như nó thách thức. Có ngon đuổi thử coi. Thấy con chó hung dữ, có ý định xông tới, xấu xị giật mình lùi lại. Muốn cắn tao hay gì hả đồ chó? Hắn lựng khựng đứng yên một chút, rồi quay lưng bỏ đi. Giờ này mà ra khỏi nhà thì chỉ có tìm mấy thằng đệ tụ tập tán dóc cho qua hết đêm nay thôi. Xấu xị đứng ngoài đường một lát để suy nghĩ xem coi giờ này nên tới nhà thằng nào là hay nhất. Nhà Tư Súng còn hai ông bà già trằn trọc khó ngủ, nên coi bộ không tiện. Còn con vợ Ba Hô thì chằn ăn trăn quấn, cũng đáng ngại vô cùng. Nhưng gã nhớ lại, mụ này lâu nay chỉ thấy ăn hiếp chồng, chứ chưa từng khó chịu với gã bao giờ. Thậm chí có lần ghé thăm, lúc ra về chị ta còn liếc thằng chồng, nhưng lại nói lời ngọt ngào đưa đẩy với gã. Lâu lâu cứ qua chơi nhanh sao, đừng có ngại gì hết. Rõ ràng con vợ của thằng này có tình ý gì với mình đây. Nhưng tiếc cái thằng chồng hô cưới con vợ lé, xứng đôi vừa lứa hết biết. Nhớ tới điều này khiến gã giật nảy mình. Ủa, hôm mụ ta nói chuyện với mình nhưng lại liếc xéo thằng chồng là sao ta? Tự nhiên xấu xị sáng ra. À, hiểu rồi. Đó là tại ẻm ngó mình, nhưng vì lé xẹ nên hai con mắt quẹo qua hướng khác. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tiến tới? Biết đầu đêm này may ra được thưởng thức món mới bất ngờ thì sao? Lé thì lé chứ. Người ta nói cái mặt có xấu, nhưng cái kết cấu nó đẹp thì cũng ok thôi. Thế là xấu xị nhắm hướng nhà vợ chồng Ba Hô thẳng tiến. Gã vừa đi vừa huýt sáo trên con đường khuya vắng vẻ. Nhưng thật bất ngờ, đã hơn 10 giờ đêm mà trong nhà vẫn thấy sáng đèn. Mừng như bắt được vàng, xấu xị rảo bước tiến tới gõ cửa. Làm như thằng đệ này đang chờ sẵn hay sao ấy. Mới gõ cái thứ hai hả, thì cánh cửa gỗ đã bật mở.
Nhưng người bước ra lại là vợ Ba Hồ. Thấy xấu xị thì chị chưng hửng, nhưng cũng tươi cười vồn vã mời chào. Ủa, đêm hôm khuya khoắt mà rồng còn đến nhà tôm, vô đi anh Sáu. Dưới ánh đèn tuyếp sáng trưng, gã há hốc mồm nhìn con vợ Ba Hô đang mặc cái áo ngủ lụng thụng hở hang, trông thiệt là xốn mắt. Còn thằng chồng thì chỉ trần xì có cái quần tà lõn, khoe thân hình ốm nhách, phơi hết mấy cái ba sườn số 8. Hình như hai vợ chồng thằng này đang ngồi nhậu thì phải. Cái bình rượu chuối bên cạnh còn đang mở nắp. Ba Hô cười hô hố: "May quá, sao đại ca tự nhiên ghé giờ này đúng lúc vậy? Tụi tao đang làm sương sương vài ly cho dễ ngủ." "Ái chà, có làm phiền hai người không vậy?" "Phiền hay không á thì cũng tới rồi, nhào vô làm tới luôn đi." Gã quay qua nhìn vợ: "Em coi trong nhà còn gì nhắm không mang ra." Vợ Ba Hô đông đưa cặp mắt lé, nói thành thật: "Chỉ còn ít tôm khô củ kiệu sót lại từ hôm Tết. Anh Sáu ăn được không?" Sáu xị hồ hởi: "Giờ này thứ gì cũng quất tuốt. À, còn bị gói không?" Bà chủ nhà reo lên: "Ý hay à nha. Còn mấy gói mì mili két, để em nấu một tô bự bưng ra làm mồi hen." "Ok con dê, quá hợp lý." Sáu xị thắc mắc: "Ủa, tụi nhỏ ngủ hết rồi hả?" Ba Hô cười nhăn nhở: "Con nít thức khuya làm gì, bắt tụi nó ngủ sớm cho người lớn mần ăn." "Cái thứ rượu chuối này ngon nha, có đầu như ba cái rượu đế chấm thuốc rầy, uống vô nhức đầu thấy mụ nổi." "Nó hay lắm đại ca, thứ này á ông uống bà khen đó mày." "Ủa thiệt vậy hả chị Ba?" Vợ Ba Hô cười híp mắt: "Em cũng thấy hình như vậy." Chợt chị nhìn mấy vết xước trên má xấu xị, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, trên mặt anh sao có mấy vết trầy vậy? Hình như còn rướm máu kìa." Ba Hô đế thềm: "Chắc bị vợ quào hả mày?" Xấu xị bực dọc chửi thề: "Mẹ, con Ki ở nhà tao nó quào đó chứ. Trời, chó gì khôn dữ vậy ta? Móc lò tao hả mày? Cái thứ chó phản chủ, tao cũng bực lắm mà chưa biết cách xử lý." "Mà chuyện ra sao? Chứ không lẽ tự nhiên chó nhà lại đi cắn chủ?" Xấu xị lầu bầu kể lại chuyện bị con Ki tấn công. Nhưng dĩ nhiên, hắn giấu nhẹm cái chuyện ăn cắp tiền vợ. Thế nhưng thằng ác ôn này lại vu khống vợ nhà, dám hỗn láo, đôi co, còn lao vô cắn chồng. Đã vậy, con vợ lăng loàn còn sách động cho con kia nhào vô cắn phụ. Thiệt là ức quá mà, nên gã mới giận dữ bỏ đi tới đây đó chứ. Vừa nói, gã vừa vạch áo lên khoe dấu răng còn in vết đỏ hỏn trên cánh tay. "Ý trời, tội nghiệp không? Để em lấy dầu sức cho anh." Ba Hô thắc mắc: "Chà, trần đời mới nghe chó cắn chủ đó nha. Kỳ lạ ha. Vậy giờ tính sao?" "Tính gì chứ, hôm nào tao đuổi nó ra đường là xong chứ gì." "Nói giỡn hoài cha, đuổi nó không đi thì làm được gì nè." Chợt Ba Hô nảy ra sáng kiến: "Tao thấy con kia của đại ca mập ú hả? Có nhớ cái tướng chó của nó không? Mỗi lần chạy mà cái đít cứ rung rinh, lắc lư coi đã lắm. Đem thui rơm cũng được 20 ký thịt. Nhậu 3 ngày 3 đêm cũng không hết mồi nữa." Xấu xị vỗ tay vô đùi đánh đét một cái: "Trời, vậy mà tao nghĩ không ra. Hiền đệ nói phải à, tao sẽ tính sổ nó khi xong chuyện đại sự." Gã chủ nhà trố mắt hỏi lại: "Đại sự là cái ký gì hả mày?" "Là chuyện hồi chiều bàn với mày, với Tư Súng đó."
Ngày mai sẽ họp lại lên kế hoạch chi tiết. Giờ uống thêm vài ly rồi đi ngủ. Thú thiệt, bữa nay tao oải quá. Nói xong, Sáu Sĩ quay qua nhìn vợ Ba Hô xin phép. Chị ba thông cảm cho tôi mượn chiếc chiếu, trải ngoài này ngủ đỡ hen. Trời, anh Sáu, ăn nhiều chứ ngủ bi nhiêu. Cứ tự nhiên đi anh. Đêm đó, có lẽ vì lạ nhà nên Sáu Sĩ trằn trọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Lại cứ nghe trong phòng bên cạnh tiếng giường chiếu sột soạt, có két, cùng nhiều thứ âm thanh nhạy cảm khác của hai vợ chồng Ba Hô, nên gã lại càng khó chịu. Phải đến tận khuya, Sáu Sĩ mới chìm vào giấc ngủ nặng nề, đầy mộng mị. Trong mơ, Sáu Sĩ thấy cãi lộn và đuổi vợ con ra khỏi nhà. Hai đứa nhỏ thì khóc lóc sùm như cha chết. Lúc đá con Kỳ đuổi ra đường thì nó không chịu đi, nên gã tức giận cầm gậy vụt liền mấy phát. Không ngờ con Kia phản ứng, chồm lên cắn lại. Hoảng sợ nên gã quay lưng bỏ chạy thục mạng. Nhưng con chó đuổi theo sát gót. Rồi cuối cùng nó phóng lên táp vào đít gã một phát, ngập cả răng. Đau thấu ông trời nên Xấu Sĩ hét lớn, thất thanh: "Trời ơi, đau quá!" Vừa ngay lúc ấy thì có tiếng hỏi nhỏ: "Tỉnh dậy đi anh Sáu, có chuyện gì vậy?" Gã đàn ông mở mắt ra, định thần nhìn kỹ thì nhận ra vợ thằng bạn đang ngồi xổm cúi xuống nhìn sát vào mặt mình. Gã hỏi nhỏ: "Ba Hô ngủ chưa mà chị ra đây?" "Rồi, ngủ như chết. Súng nổ bên tai còn chưa chắc tỉnh dậy nữa đó." Xấu Sĩ nhìn cái cổ áo trễ xuống, hở nhiều quá. Nỗi ham muốn khám phá thân thể đàn bà lạ dâng lên ngùng ngục, không cưỡng nổi. Nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm, gã kéo vợ Ba Hô ngã luôn lên người mình. Nhanh như chớp, Xấu Sĩ tốc ngược chiếc váy ngủ của người đàn bà qua khỏi đầu, rồi vùi mặt vào vùng thân xác lạ lẫm đó mà quên tuốt luốt cái chuyện có thể ăn dao phay không biết lúc nào. Còn vợ Ba Hô thì miệt mài hỗn hển rên rỉ càng lúc càng to, quên mất tiêu thằng chồng đang ngủ sát bên cạnh. Đến nỗi Xấu Sĩ thất kinh hồn vía, vừa hành sự vừa bụng chặt miệng con vợ thằng bạn chí cốt của mình. Đang mải mê thưởng thức thân thể vợ Ba Hô, Xấu Sĩ vừa nghĩ bụng: "Buồn ngủ gặp chiếu manh, xấu đẹp gì không cần biết. Người ta nói một cái lạ bằng tạ cái quen." Gã thấy sướng rên lên tới tận đỉnh đầu. Ngày hôm sau, trên đường ra quán họp mặt với Tư Súng, Ba Hô ân cần hỏi thăm: "Đêm qua ngủ được không đại ca?" "Ngủ ngon hết biết. Tao khoái ngủ nhà mày." "Ủa, vậy thì đâu có ai cấm mày ngủ lại. Cứ tới thường xuyên đi hen." "Thiệt không? Tao tới hoài đó." "Ok, vợ chồng Ba Hô này lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp. Nếu bữa này trúng đề, tối nay tao lại qua nhà mày ngủ nữa, hen." "Đồng ý." Trong bụng Xấu Sĩ đã kết cái nước làm tình của con vợ Ba Hô. Hình như nó không biết mệt hay sao á. Rồi gã lại nhìn tướng tá còm nhom của thằng bạn thân thiết. Nếu lỡ có bị phát hiện ra chuyện gian díu thì cũng sợ đết gì chứ. Thằng này si ca hôm quá, búng một phát là lủng phổi. Cỡ này thì làm gì được mình mà lo. Nghĩ tới đó, Xấu Sĩ khoái trá cười khan, khiến Ba Hô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Ủa, cười gì vậy mày?" "À, tao đang nghĩ vợ chồng mày tình dễ sợ. Đêm qua nằm ngoài, tao nghe tụi bay nó diễn màn cục lạc, khó ngủ thấy mẹ." "Ngủ nhờ thì ráng chịu đi hen." Vô tới quán bà Bảy, sau khi kêu vài cái bánh tráng nướng với hai sĩ đế để súc miệng buổi sáng, ba thằng bạn thân thiết châu đầu vào nhau bàn chuyện mần ăn. Xấu Sĩ khai mào phiên họp:
hắn móc ra 800 để lên bàn. Đây là phần tao, còn tụi bay đi nhiêu? Lấy ra để lên bàn. Hai thằng kia trố mắt trầm trồ. Wow, đâu ra nhiều vậy đại ca? Ở đâu ra cũng được. Tao hỏi còn của tụi bay đâu? Móc ra. Tư Súng đau khổ lôi hết túi trên lẫn túi dưới, ra được 120. Còn Ba Hô thì có khá khẩm hơn. Gã để lên bàn 300k mà cái miệng không ngớt giải thích. Mày Phước, sáng nay không hiểu sao con vợ tao nó yêu đời quá đi, nên mới chịu chi nhiều đây chứ, bình thường thì dễ gì. Xấu xị chán nản nhìn mấy thằng bạn, có nhiều đó mà đòi làm ăn lớn. Hắn uể oải phán. Thôi, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Tư Súng làm tài khôn. Nhưng đánh con gì? Mày có nằm mơ thấy gì không? Đêm qua tao nằm mơ thấy chó cắn. Ba Hô ngạc nhiên la lên. Chó nào cắn? Con kỳ của tao cắn chứ chó nào. Nó táp trúng ngay đít tao. Đêm qua tao la chói lói mà mày ngủ mê quá đâu có nghe. Gã ròm cười phá lên. Kỳ vậy cha nội, tối ngày cứ bị chó cắn hoài vậy. Nhưng xấu xị nghiêm sắc mặt nói. Thôi bớt giỡn. Trong mơ tao thấy bị con kia táp vô đít chảy máu. Mà theo lô đề á, bị chó táp thì nên đánh số 89 hay 98 gì đó. Nói thiệt, tao cũng không biết rõ nên đánh con số nào mới là đúng. Nên thôi, cứ bao luôn hai lô với 60 điểm cược, tương ứng với tổng số tiền mình gom được. Chừa lại một ít ngồi lai rai tới chiều, chờ kết quả. Ok. Dĩ nhiên hai gã kia cam phận ăn theo, nên tán thành một cái rụp. Sau khi bỏ tiền ra mua lô đề, ba thằng bạn ngồi quán bà Bảy khề khà nhâm nhi chờ kết quả. Đang ngồi nhậu, chợt xấu xị kêu hai thằng bạn Chí Cốt xích lại gần nói nhỏ. Tụi bay thân lắm tao mới nói hen. Phải rồi, anh em mình sống mái có nhau. Nhưng mày định nói gì? Tao tính chuyện này, nhưng phải có hai thằng bay giúp sức, chứ mình tao thì làm không xuể. Hai thằng kia đồng thanh phụ họa. Rồi nói đi, mày làm tụi tao sốt ruột quá. Tao tính mần thịt con kia. Má ơi, nói thiệt không đó? Tư Súng lộ vẻ băn khoăn. Nhưng chó nhà mà mình làm thịt, mang tội chết. Ba Hô gạt ngang. Mày biết mẹ gì mà nói. Con kia vào đại ca rách mặt hôm qua, tới khuya còn chui vô giấc mơ táp đít chả. Thứ phản chủ vậy để làm gì? Ừ, cũng phải ha. Xấu xị làm vẻ mặt buồn bã nói. Cái số tàu gặp toàn quân phản trắc, tụi bay liệu hồn đó nghe. Khi nào chuẩn bị xong xuôi, nghe phone của tao thì mau mau tới nhà phụ tao một tay đem thui rồi làm thịt nó, nghe chưa? Tư Súng chép miệng. Chà, con kỳ bự vậy chắc mình nhậu cả tháng ha. Mày khùng gì vừa thôi, làm gì mà tới cả tháng. Chiều hôm đó, cuối cùng thần may mắn cũng đột ngột tới viếng. Lần này xấu xị trúng đề con 89 và được nhà cái chung cho 2 triệu, trừ vốn cũng còn lãi được 1,2 triệu. Mấy thằng kia cũng hút được chút cháo. Khỏi phải nói, lâu lắm rồi ba thằng chưa được bữa nhậu nào thừa mứa thịnh soạn đến thế. 12 giờ đêm, xấu xị mới mò về nhà trong tình trạng say khướt đến nỗi u mê mờ mịt. Gã không hiểu mình bằng cách nào mà có thể chui vô được đúng cái giường, chứ không phải vào nhầm cái ổ của con kia, và ngủ mê mệt cho tới giờ này. Xấu xị bước ra khỏi giường
rồi lần mò ra trước nhà, tới bên lu nước mưa, múc một gáo lên rửa mặt. Gã khoan khoái kêu nho nhỏ: "Ai chà, mát dữ ta." Mới hơn 9 giờ sáng mà trời nóng như đổ lửa. Gã nhìn thấy con kia đang nằm nép vào mấy bụi cỏ dại dưới tàn trứng cá râm mát. Con chó nóng nực thè cả lưỡi ra ngoài. Nhìn thấy ông chủ đứng trước cửa, con chó nhõm dậy ngó ngó. Nhưng rồi nó lại ngồi phịch xuống, phe phẩy cái đuôi, đuổi lũ ruồi nhặng cứ bu lấy vo ve, làm nó ngứa ngáy khó chịu. Xấu xị nhìn con vật rồi cười gằn: "Ai chà, mày cũng biết kiếm chỗ nằm mát dữ ha." Gã sực nhớ đến cái chuyện thanh toán con chó, nên lại quay trở vô trong, lục soạn tìm kiếm khúc dây thừng dùng để kéo nước ngoài cái giếng sau nhà. Cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây. Xấu xị lấy ra, thắt một cái nút thòng lọng thật chắc, rồi giấu đoạn dây vào trong áo. Xong xuôi, gã vào bếp tìm coi còn thức ăn thừa gì không. Thấy nồi cá nục kho còn sót hai con nhỏ xíu, xấu xị cầm lên trút hết vô cái tô mẻ của con kia, rồi bưng ra sân. Gã ngồi xuống để cái tô trước mặt, nhìn về phía con chó búng tay chặt chặt lưỡi. Con kia lại nhõm dậy, cái mũi thính của nó đánh hơi thấy mùi cá ngon lành ngay tức thì. Chó cũng biết ngạc nhiên chứ, nó nghĩ bụng: "Ủa, sao bữa nay ông chủ lại cho mình ăn sáng vậy ta?" Rồi nó đâm chiêu suy nghĩ: mới hôm trước mình với ông chủ còn bặt co tay đôi kia mà, sao bữa nay ổng tự nhiên tốt vậy ta? Chắc ổng muốn làm lành chứ gì. Ông này là con người nhưng tâm địa khó đoán ghê. Mà thôi, dĩ hòa vi quý, ổng muốn giảng hòa thì mình cũng ok thôi. Chó kia vui vẻ nghĩ thế. Nó chậm rãi đứng lên và từ từ tiến tới. Ở đằng này, xấu xị ngó thấy con chó cứ đứng lên rồi ngồi xuống, chần chừ không chịu chạy tới liền, khiến gã bực bội lẩm bẩm: "Thèm thấy mẹ rồi mà còn làm bộ. Mãi hơi hả mày? Đồ chảnh chó." Nhưng con kia lững thững bước tới vài bước thì đột ngột dừng lại. Nó nghĩ thầm: "Mà cũng lạ hen, lâu nay chỉ có bà chủ cho mình ăn, chứ ông chủ chưa từng làm vậy bao giờ. Có cái gì đó sai sai, phải không ta? Nhìn mặt cha này vàng quá à, kể cũng hơi ấn ớn." Xấu xị biết cái lẽ dục tốc bất đạt, nên hắn nham hiểm nghĩ bụng: "Cố gắng một chút, hấp tấp quá thì hư bột hư đường. Ngó thứ mày béo núc ních mà tao nó thèm thấy mẹ. Chà, món rượu mận chó kia nhà này thì khỏi phải nói, là ngon hết biết hen." Gã lại búng tay chặt chặt lưỡi, cố gắng chiêu dụ con chó: "Tới đây, đừng giận tao nữa mà. Cá ngon nè, ăn đi con." Khi nghe ông chủ gọi mình bằng con, khiến nó tự nhiên thấy mũi lòng. Ông thực tình hối hận vì đã xử tệ với mình đấy mà. Nghĩ thế nên nó yên tâm thủng thẳng tiến tới sát bên xấu xị. Kỳ ve vẫy đuôi và chồm lên liếm vào mặt ông chủ. Nhưng nó không thể kiềm chế cơn thèm lâu hơn. Kỳ cúi xuống tô cá, nhỏ nhẹ thưởng thức hương vị mặn mặn, bùi bùi của con cá nục. Trong khi đó, xấu xị vẫn không ngớt dùng tay trái vò đầu kia, còn tay phải từ từ rút sợi dây ra khỏi áo. Rồi thật nhanh, gã tròng cái thòng lọng vào cổ con chó tội nghiệp, giật mạnh. Con kia hết hồn, kêu ẳng lên một tiếng lớn, lùi lại. Nhưng đã muộn, xấu xị reo lên đắc thắng: "Chết mẹ mày rồi đồ chó tham ăn." Gã lôi sình sệch con kia ra sau nhà. Con chó biết hiểm họa đang chờ mình nên cố hết sức rị lại, nhưng vô ích. Cuối cùng,
Xấu xị cũng đưa được con kia ra buộc chặt vào gốc mít sau vườn. Thi hành xong thủ đoạn, gã nhìn con chó và nói bằng giọng nham hiểm: "Thôi, còn có ngày cuối, nhìn ngắm thế gian cho đã đi. Ngày mai mày sẽ được hóa kiếp nghe kỳ." Gã đàn ông đi vòng vòng quanh vườn, gom hết mấy cành cây khô chất thành một đống lớn. "Cái này dùng để thui con kỳ." Hắn huýt sáo trong tâm trạng phấn khởi chưa từng thấy. Kỳ đứng đó nhìn ông chủ bằng ánh mắt thảm thương. Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng với trí thông minh của nó thì Kỳ hiểu phen này lành ít dữ nhiều. Con chó chợt ngẩng cổ tru lên một tràng dài, tiếng tru thống thiết đến nỗi khiến xấu xị nghe mà lạnh gáy. Gã không biết con chó đang cầu cứu: "Bà chủ ơi, cậu chủ ơi, cô chủ ơi, mau cứu con." Xấu xị nhìn nó hét lên: "Câm họng mày, ồn quá đi." Nói xong, hắn đóng cửa đi tìm hai thằng ôn dịch kia. Đêm qua, trong lúc đang ngủ, chị Sáu nghe tiếng mở cửa lục đục. Cố nín thở nằm yên một lát thì thấy Sáu Sĩ vô tới trong phòng. Hắn dùng hai tay mò mẫm quờ quạng trong bóng tối như người bị mộng du. Nếu không kịp ngồi dậy né tránh thì gã đã gieo mình xuống giường đè trúng người chị rồi. Mùi hèm xông lên nồng nặc khiến chị Sáu đâm nhợn muốn phát ói, nên vội vàng bỏ ra ngoài sang nằm ngủ chung với hai đứa con. Cái giường nhỏ nên chị cố nép sát vào trong, sợ đè trúng làm bọn nhỏ thức giấc. Ba mẹ con mấy bữa nay tiện tặng rau cháo, tiền bạc bị chồng lấy hết, nên lời hứa nấu cà ri gà cho con ăn cũng không thực hiện được. Chị nghĩ tới hai đứa nhỏ mà thấy thương đứt ruột. Thằng Cu Tâm cho chị xem đoạn phim quay lại cảnh Sáu Sĩ vung ghế lên đập chị. Trong đoạn phim hiện rõ gương mặt hung ác của người mà chị coi là chồng. Một thằng đàn ông người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này mà chị lại cứ chịu nhẫn nhục là sao? Hắn có coi mình là vợ đâu chứ, có xem hai đứa nhỏ là con đâu. Làm chồng làm cha mà chẳng có chút trách nhiệm nào. Ngay cả hai đứa bé còn nhỏ xíu cũng không đồng tình với mẹ. Thằng Cu Tâm mới 7 tuổi mà còn biết hành động vũ phu của cha người ta gọi là bạo lực gia đình. Nó cứ thúc mẹ phải đi báo công an. Nó tha thiết năn nỉ chị Sáu: "Mẹ ơi, đừng ở đây nữa, mình về ngoại đi. Đây là nhà của mình mà con. Từ từ để mẹ tính." "Tính gì hả mẹ? Ba cứ đánh mẹ hoài, con không chịu đâu." "Mẹ biết rồi, cho mẹ suy nghĩ thêm chút nữa thôi." Sáng nay, chị đẩy xe xôi ra chợ bán, còn hai đứa nhỏ đi học bán trú. Chị Sáu nhủ lòng sẽ cố gắng bán cho hết để gom góp ít tiền, còn phải đóng tiền ăn ở trường cho hai đứa nhỏ. Tới trưa thì đã bán được hơn 2/3 thau xôi, đậu phộng. Chị thấy tâm trạng phấn khởi vô cùng. Như vừa được tiếp thêm sức mạnh, chị đẩy xe xôi đi dọc mấy con đường gần bệnh viện. Dù có lội bộ xa hơn nhưng lại bán được nhanh hơn. Đúng như chị nghĩ, tới gần 3 giờ chiều thì thau xôi hết sạch, không còn một hộp. Chị Sáu vui vẻ ghé ngang chợ mua ít đồ ăn, rồi thong thả đẩy xe về. Đến gần 4 giờ chiều thì cũng tới trước cổng nhà. Người mệt nhoài, lưng vã mồ hôi ướt đẫm, nhưng chị vẫn nhớ lấy trong thùng xe ra gói xôi để dành cho con kia. Nhưng thật là lạ, không thấy con chó lảng vảng trước cổng đón chị như thường lệ. Nó đi đâu vậy kìa? Vừa ngay lúc ấy thì hai đứa nhỏ cũng lót tót về tới. Chị Sáu nói với Cu Tâm: "Coi con kia chạy đâu, kêu nó về. Mẹ vô nhà nấu cơm chiều đây." Cu Tâm đưa cặp cho bé Mai mang vô nhà, vì nó còn bận cho con kia ăn. Nhưng kỳ vậy ta, trong cái tô mẻ có nguyên con cá kho giang dở, còn con kia thì biến đâu mất.
Thằng bé để hai tay lên miệng làm loa gọi lớn: Kỳ ơi, mày đâu rồi? Kỳ ơi Kỳ! Từ sau vườn, con chó nghe cậu chủ nhỏ gọi văng vẳng nên nó cất tiếng sủa lớn mấy tiếng gâu gâu. Có thể diễn nôm là: Kỳ đang ở đây nè, cậu chủ ơi! Vì đang ở trong bếp nên chị Sáu nghe tiếng chó sủa rất rõ từ phía sau vườn. Chị ngạc nhiên bước ra gọi lớn: Mày ở đâu hả Kỳ? Con chó cũng sủa vang đáp lại từ phía góc vườn. Chị Sáu đi đến gần cuối hàng rào thì thấy con Kỳ bị cột chặt vô gốc mít. Chị nhanh chân bước tới tháo dây buộc cho con chó. Hai đứa nhỏ cũng vừa chạy ùa ra tới. Cô Tâm kêu lên: Ai trói nó vô đây hả mẹ? Bé Mai lại gần vuốt ve đầu con Kỳ. Nó nói gần như méo máu: Tội nghiệp mày quá Kỳ à. Chị Sáu nhìn đống củi chất cao như núi kia thì biết ngay đây là thủ đoạn của ai rồi. Con chó được thả ra, nhảy cẩn lên liếm lấy liếm để những người thân yêu của mình. Thằng Tâm đột ngột hỏi mà như xác định: Ba bắt trói con Kỳ phải không mẹ? Chị Sáu ngạc nhiên nhìn con: Ủa, sao con nghĩ vậy? Thằng bé trầm ngâm một chút rồi nói chắc như đinh đóng cột: Con Kỳ khôn lắm, người lạ đâu ai có thể tới gần nó chứ. Chỉ có ba mới lừa bắt trói được nó như thế này thôi. Bé Mai kêu to: Ba ác quá hà. Chị Sáu bảo con: Thôi, vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Dạ. Nhưng cô Tâm lại nói: Lát nữa ba về lại có chuyện nữa cho coi. Thằng bé lắc đầu rồi đi vô nhà. Chị Sáu đi theo cô Tâm. Thằng bé có chút xíu mà suy nghĩ như người lớn. Chị vò đầu con trai âu yếm nói: Thôi, lo tắm đi con, rồi ăn cơm. 5 giờ chiều thì Sáu Sĩ về sớm để kiểm tra xem coi có ai dám cả gan thả con Kỳ ra không. Nhưng mới vừa tới cổng thì đã thấy con chó đứng chần dần chắn ngang lối vào. Thoáng thấy bóng ông chủ thì con Kỳ đã xù lông dựng đứng, gầm gừ thủ thế. Sáu Sĩ thất kinh lùi lại la lớn: Ai thả mày ra hả, đồ chó? Con Kỳ gừ gừ trong họng nhưng vẫn đứng đó lườm lườm. Ý nó nói rằng: Tôi không muốn nói chuyện với ông, đồ sát cẩu. Ngay lúc ấy thì chị Sáu bước ra cửa nói với con chó: Tránh đường cho ông vô đi Kỳ. Con chó ngoan ngoãn đứng nép sang một bên. Sáu Sĩ ba chân bốn cẳng chạy nhanh vô nhà. Hắn hùng hổ hỏi vợ: Ai cho phép mày thả nó ra? Chị Sáu điềm tĩnh trả lời: Tự tôi cho. Mà ông định làm gì con Kỳ hả? Tao sẽ chế biến nó thành lẩu chó, rửa mận, dồi, hấp, nướng, vân vân. Nói chung là đủ thứ món. Bé Mai đứng đó từ lúc nào, nó la lên: Ba nói thấy ghê quá hả? Con ghét ba. Sáu Sĩ xăm xăm tiến tới sát bên cạnh chị Sáu, nghiến răng hỏi: Mày dạy con cái ăn nói như vậy phải không hả? Mau dọn ra khỏi nhà tao. Chị nhíu mày hỏi lại: Ông nói lạ, đây cũng là nhà tôi. Ly dị đi rồi chia ba, tôi hai phần vì còn phải nuôi hai đứa con nữa. Ông là thứ bất tài vô dụng, vũ phu vô trách nhiệm, có làm được gì đâu mà đòi giành nhà. Nhưng chị Sáu chưa nói hết lời thì đã bị thằng chồng cục xúc tát cho một cái vào mặt như trời giáng. Chưa đã nư, hắn còn lao tới vác cái ghế đổ lên đập mạnh vào đầu vợ. Nhưng cũng như lần trước, con Kỳ đã kịp lao tới như tên bắn. Nó vung hai chân trước quào mạnh vào giữa mặt ông chủ. Sau đó con chó nổi khùng lên, cắn xé quần áo gã đàn ông rách ten beng tơi tả như miếng dẻ lau nhà. Sáu Sĩ sợ quá la làng chó lói: Trời ơi, cứu tao, chó cắn tao nè, cứu với.
Thôi đủ rồi kia, dừng lại đi. Con chó hung hăng đứng dậy, nó gừ gừ như muốn nói. Bây giờ ông đừng có mơ làm chủ tôi nữa nha. Tôi hết nể ông rồi. Liệu hồn đó. Chị Sáu lần này mạnh dạn phát biểu ý kiến. Tôi nghĩ ông nên ra khỏi nhà, chờ ngày tòa mời lên xử ly hôn và chia tài sản. Phần ông còn bao nhiêu tôi sẽ trả. Và tôi nhắc lại, đây là nhà của ba mẹ con tôi. Ông đi đi, đừng có ở đây kiếm chuyện nữa. Tao không đồng ý. Vậy thì chờ công an xử lý về cái tội gây nên bạo lực gia đình. Cô Tâm lúc này mới lên tiếng. Ba đánh mẹ mấy lần, con đều có quay phim lại hết á. Con đưa cho mẹ trình báo công an rồi. Chỉ có video ngày hôm nay là chưa đưa thôi. Mai con sẽ nộp luôn. Trời, cái thằng này, tao là cha mày đó. Thằng bé buồn rầu đáp. Dạ thôi, con ghét ba. Đột nhiên Xấu Xị im lặng. Hắn đổi giọng, cứ y như là diễn viên hài nhảm. Thôi, bỏ qua đi vợ à. Có chuyện gì từ từ nói hen. Tôi biết lỗi rồi. Nhưng chị Sáu nghiêm sắc mặt nhìn gã. Gần 10 năm nay, ông thản nhiên ăn nhậu, chẳng thèm biết tôi nuôi con kiểu gì. Tiền tôi bán xôi cực khổ, chắc mót từng đồng. Ông cũng đành đoạn cướp giật hết, đi đãi bạn bè ăn nhậu. Ông đánh tôi bầm dập, còn thua người dân nước lã. Ông nghĩ coi, ngay cả con kia là một người bạn của gia đình, thế mà ông chỉ coi nó là cầy tơ bảy món trong quán bà Bảy mà thôi. Xin lỗi nghe, tâm địa của ông còn thua một con chó, mà theo suy nghĩ của ông là một con cầy đó. Thôi, tôi xin đủ. Ông đi đi cho khuất mắt. Từ nay cả nhà tôi không có ai để cho ông ăn hiếp nữa đâu. Con kia nghe chủ xem nó là một người bạn. Con chó mỉm cười, nghe ăn ẳng. Có lẽ diễn nôm là vui quá hả? Cảm ơn bà chủ nha. Bé Mai đưa tay vuốt lưng, con chó gừ gừ nhỏ nhỏ một cách sung sướng. Riêng Xấu Xị nhìn thấy ba người đứng xếp hàng nhìn gã bằng ánh mắt căm ghét. Gã biết mình hết đường tương trao ở đây rồi, nên lẳng lặng xách đích ra khỏi cửa. Khi ra tới ngoài đường, gã lo lắng nghĩ bụng. Tối nay ngủ ở đâu đây ta? À, ghé nhà ba Hô ngủ lan. Tối nay chơi với con vợ lé của nó là sướng nhất. Còn cái gì nữa thì sáng mai tính. Gã thở dài, nhìn về phía mặt trời dần khuất bóng. Màn đêm đang phủ bóng tối xuống con đường vắng vẻ dẫn tới nhà ba Hô.